Chào tất cả anh em đến với kênh VN Gaming. Thì như anh em cũng đã biết, hiện tại Tốc Chiến vẫn chưa ấn định ngày ra mắt. Còn Đấu Trường Chân Lý Mobile thì chúng ta phải chơi bên server của nước ngoài. Cũng trong thời gian này, Vinagame cũng đã nổ tiếng súng đầu tiên, đó là tựa game Call of Duty Mobile, một trong những tựa game đình đám nhất năm 2020 bên mảng mobile. Thì cũng như đàn anh của nó trước đó là Call of Duty Warzone trên mảng PC để gây ra rất nhiều ấn tượng đối với người chơi. Thì trong bảng mobile lần này, chắc chắn Vinagame cũng sẽ đem đến người chơi rất nhiều ấn tượng. Chính vì vậy cho nên trong video ngày hôm nay mình cùng với anh em cũng sẽ khám phá cái tựa game này, xem đồ họa nó như thế nào và trong game có những chế độ nào có hấp dẫn hay không. Bên cạnh đó, anh em nào quan tâm đến Tốc Chiến và Đấu Trường Chân Lý Mobile có thể tham gia vào group, link mình để phần mô tả. Anh em vào đó có thể giao lưu cùng với nhau cũng như là những tin tức mới nhất về các tựa game đang hot trên thị trường mình cũng sẽ cập nhật hàng ngày. Ok, giờ chúng ta bắt đầu. Ok anh em, đây chính là giao diện vào trận. Chúng ta có 3 chế độ, đó là đấu đối kháng, đấu hạng và đấu battleground. Thì mới vào thì chỉ có thể đấu đối kháng. Khi nào lên cấp 7 thì có thể chơi được đấu hạng và battleground. Và đây là chính là trang bị khi vào game, một cây gậy bóng chày và một cây M4A. Nhìn sơ thì mình cảm thấy nó sẽ giống các tựa game như là đột kích, truy kích. Thì anh em mà đã chơi thì sẽ biết những tựa game như vậy. Và đặc biệt là nó sẽ giống với tựa game đàn anh của nó là Call of Duty Warzone. Đồ họa cũng khá là đẹp. Máy mà mấy anh em nào yếu thì mình nghĩ không thể nào chơi được tựa game này đâu. Máy mình đây vào mà nó rất là nóng. Máy mình chỉ có 4 RAM thôi. Xiaomi Note 7. Chơi thì chắc phải tắt hết tất cả các phần mềm chạy mềm thì mới thể chơi được. Ở đây mình có một cái mình thấy nó không biết là có tiện hay không, nhưng mà chúng ta chỉ cần chỉa súng vào địch thì súng nó sẽ tự bắn. Không phải, không biết là có phải là do là vì tân binh mới vào nên nó có như vậy hay là game này nó như vậy thì mình cũng chưa biết, vì mình mới test thử lần đầu. À, tụi em bắn súng thì mình chơi khá là dở nên anh em cũng đừng có chê nha. Bộ y tế nhắn tin cho nên nó hơi lag, nên thông cảm. Game này thì cũng khá nặng, hơn 1 GB. À, theo mình nghĩ thì nó cũng cỡ cái dung lượng của nó khoảng như PUBG Mobile và các tựa game bắn súng tương tự. Bởi vì đồ họa nó cần phải khá cao. Ở đây mình chỉ chỉnh ở mức đồ họa thấp thôi mà nó đã như vậy rồi. Anh em là muốn chơi mượt thì máy phải tốt một chút, còn không thì vào nó sẽ hơi lag. Ok, mình chỉ nói tới đây thôi, còn anh em nào muốn xem thì có thể xem thêm hoặc là anh em tải về trải nghiệm. Thì video của mình tới đây cũng kết thúc. Cảm ơn và tạm biệt anh em.